Xin chào anh em nhé. Hôm nay chúng ta cùng nhau bàn về cái chủ đề là cá mập đi đầu tư chung như thế nào. Thế thì trong lĩnh vực đầu tư chung thì là chúng ta đang nói về cái lĩnh vực bất động sản nhé, hoặc là chứng khoán cũng đều là có thể đầu tư chung được. Thì cá mập thường đầu tư như thế nào? Thì các bạn biết không? Cá mập là một cái loại cá rất là thông minh nhất trên thế giới, đúng không? Thì đến thời nên họ thường nhắc đến ví dụ như Shark Tank, Shark là cá mập đấy. Thế thì cá mập thường đầu tư như thế nào? Thì trên tay tôi là một cái gọi là V-Bank, cũng là một trong những cái nhóm nhà đầu tư cùng góp tiền để mà mua chung bất động sản khi mà cái thời kỳ ngục giá như bây giờ nhé. Rất là nhiều người phải bán tháo cắt lỗ, trước đây ví dụ là 1 tỷ thì bây giờ sẵn sàng là bán có 500 triệu, 10 tỷ trước đây thì bây giờ họ đang rất nhiều nhà đầu tư, bởi vì là do lãi suất ngân hàng tăng quá cao, từ 8% cho vay đấy, lãi suất cho vay là 8% như tôi trước đây, và bây giờ thả nổi sau 2 năm thì làm gần 14%, có những ngân hàng lên đến 15-17%, thực sự là rất là kinh khủng. Vì vậy mà bây giờ rất là nhiều nhà đầu tư, nếu trong cái tình trạng mà phải vay tiền ngân hàng mà mua bất động sản, hoặc là nhiều người vì là sĩ diện của mình mua xe máy hoặc là những cái tiêu sản đó, mua ô tô ở những cái đồ vật tiêu sản, thì đến bây giờ rất là lo lắng khi mà phải bán tháo cái tài sản của mình đi. Cũng trong đầu tư bất động sản cũng vậy, rất là nhiều nhà đầu tư ôm hàng trăm tỷ đồng, vay hàng trăm tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng, 20-30 tỷ đồng, đúng không? Thì bây giờ phải bán tháo đi. Thì nhà đầu tư cá mập đầu tư chung như thế nào? Như chúng tôi, trên tay tôi là tờ vi bằng đây, thì chúng tôi khi mà tìm thấy khảo sát là cái khu vực mà chúng tôi định mua là cái khu vực nào và có tiềm năng tăng giá hay không, sau khi phân tích, điều tra, định giá và kiểm tra các quy hoạch về mặt pháp lý, đúng không? Thủ tục pháp lý có bị vướng tranh chấp hay không, vị trí này có đẹp hay không, đúng không? Có sổ hay chưa, đúng không? Vị trí về mặt pháp lý đã ổn rồi thì sau khi kiểm tra về quy hoạch cũng đã ok rồi, và kiểm tra cái tiềm năng tăng giá là cái động lực tăng giá ở đây có dự án hay không, có đường chạy qua hay không, thì chúng tôi đã tiến hành đặt cọc và đầu tư chung. Đấy, thì khi mà chúng ta đi đầu cá mập đầu tư chung ấy, thì chúng ta thường phải dùng cái biện kỹ thuật, đó là người đặt cọc và một tên là một người khác. Ví dụ trong trường hợp bạn chúng ta có 3 người đi đầu tư chung, đúng không? Thì cái người mà đi đặt 3 người đó thì chúng ta sẽ phải có một cái người đầu tiên là người đi bỏ tiền ra đi đặt cọc và lấy cái danh nghĩa là ví dụ như anh A là đầu tư, anh A, anh B, anh C đi đầu tư chung chẳng hạn, thì anh A sẽ là người đặt cọc và anh B sẽ là người đứng tên và anh C sẽ là người cầm sổ nhé. Thì sau khi mà tức là chia ra 3 cái người khác nhau đấy, thì thành anh A sẽ là đi đặt cọc này, anh B sẽ là người đứng tên trong sổ, anh C sẽ là người giữ sổ nhé, giữ sổ sau này. Đấy, thì tức là 3 người đầu tư chung là một cá mập chẳng hạn. Đấy, thì tạo thành một gọi là cá mập đi đầu tư chung. Đấy, sau khi mà đã đưa ra các vị trí và đưa ra các điều kiện khác nhau, ví dụ như cái vi bản này, đúng không? Sẽ là 3 người khác lại, 3 người khác cùng làm một việc, đúng không? 3 người khác nhau cùng làm một cái việc để đi đầu tư chung. Vì vậy mà để tránh cái trường hợp ví dụ như anh A đi giao dịch, đúng không? Sau này cũng thế thôi, khi mà chúng ta lập ra những cái vi bằng như thế này, vi bằng về tài sản chung ấy, thì sẽ là phân chia nhiệm vụ. Và đồng thời nữa, nếu mà trong cái trường hợp mà anh đứng tên sổ ấy, anh đứng ở trên tên sổ, anh muốn bán đi thì cũng không thể bán được, bởi vì cái người giữ sổ là một người khác và người đi đặt cọc cũng là một cái người khác. Vì vậy mà khi mà chúng ta đi đầu tư chung cá mập, khi mà đi đầu tư chung phải rất cẩn thận đấy, nếu tránh trường hợp các bạn có thể mất tiền nhé, ngoan. Vì vậy mà các bạn nào quan tâm đến đầu tư chung cá mập đầu tư chung thì có thể là liên hệ với tôi hoặc là comment bên dưới để chúng ta có thể là theo dõi cái đường mô tả nhé, để chúng ta có thể là tranh thủ nhân cái cơ hội này, chúng ta tạo ra một cái đội nhóm vô địch để đi đầu tư chung. Và tôi rất là hy vọng rằng là cái thời điểm này chúng ta phải là những nhà cá mập đi gom hàng, đi ôm hàng, bắt những cái bất động sản. Đây cũng là cái sự giúp đỡ nhá, giúp đỡ những người mà bây giờ muốn bán đi không bán được. Thực sự đây là chúng ta đi giúp đỡ những cái người mà có thể hỏi bây giờ muốn
vay ngân hàng rất là nhiều và bây giờ muốn bán đi, thì chúng ta đầu tư chung, chúng ta cùng nhau góp tiền lại và hỗ trợ họ mua lại những cái tài sản đó. Chúc hy vọng rằng là cái video này tôi có thể kết nối được tất cả mọi người trên thế giới nhé. Rất là nhiều người đã liên hệ với tôi để đầu tư cùng tôi. Đây trên tay tôi là cái tờ ví bằng, cái hợp đồng ví bằng để mà mọi người đã cùng tôi hợp tác, và tôi rất mong là được kết nối tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại, và mọi người kích vào cái đường link mô tả để kết nối với tôi nhé. Và nhớ là đăng ký kênh và chia sẻ cái video này cho bạn bè anh em của mình được biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị.